Thưa quý vị, trong tuần qua tờ Washington Post tiết lộ là trong chốn riêng tư, Hoa Kỳ đã yêu cầu Ukraine phải mở ngỏ cái chuyện là có thể thương thuyết với Nga để chấm dứt chiến tranh. Cái chuyện này nó gây tiếng vang, nó gây chấn động trên thế giới, đặc biệt là bên Ukraine cũng như bên châu Âu. Tại sao nó chấn động? Chắc quý vị nhớ, hôm trước tôi có trình bày cho quý vị 30 vị dân biểu cấp tiến của Đảng Dân Chủ ở tại Hạ viện Hoa Kỳ đã viết thư gửi Tổng thống Joe Biden yêu cầu ông gây áp lực với Ukraine để mà thương thuyết với lại bên Nga để tìm lối ra bởi vì người ta chết nhiều quá. Thế giới ảnh hưởng đủ thứ hết. Giá xăng dầu, giá nguyên liệu, giá thực phẩm, cái gì cũng tăng vì dân tranh Ukraine. Thì sau đó ông Biden bên tòa cấp trả lời là chúng tôi đang làm việc mà chúng tôi không làm cái điều đó. Bởi vì tất cả những cái chuyện này là đều do người Ukraine quyết định Hoa Kỳ không gây sức ép. Và sau đó một ngày thì 30 vị dân biểu nó mà rút lại cái đơn đó. Họ không đề nghị nữa. Nhưng mà ít nhất nó cho thấy một cái ý định của những người dân biểu cấp tiến. Và nó trùng hợp với cái chuyện ông Kevin McCarthy, trưởng khối thiểu số của Đảng Cộng Hòa ở Hạ viện Hoa Kỳ, cũng nói luôn tôi mà lên nắm chủ tịch hạ viện thì tôi sẽ không đưa cái trách khống cho ukraine nữa thì thưa quý vị bây giờ cái tin tờ washington post đưa ra thì coi như là chính quyền joe biden mặc dù nói là không gây sức ép nhưng mà lại cho người bí mật đi qua nói chuyện vào thứ sáu tuần trước ông jeff sullivan cố vấn hình quốc gia của tổng thống joe biden cũng đã đi qua bên ukraine gặp tổng thống của nước này cũng như gặp ông cố vấn hình quốc gia của nước này họ ăn như mình biết nhưng mà rõ ràng những câu chuyện này nó cho thấy là tại sao jet sullivan phải qua đây thì bắt đầu người ta tưởng đâu rằng là bên ông biden thay đổi chính sách thực ra là cũng không, không hẳn như vậy mà nó như thế này bên ông biden nói là gì? chúng tôi vẫn tiếp tục cái cuộc chiến đấu của người ukraine nhưng quý vị đừng đóng cửa quý vị mở cái cửa hé ra để ông Putin có thể có cơ hội nói chuyện với quý vị. Chúng tôi không ép, nhưng chúng tôi nói quý vị đừng đóng cửa toàn bộ. Là vì sao? Sau khi ông Putin thâu tóm bốn phần đất của Ukraine, thì ông Zelensky, tổng thống Ukraine đã ký một sắc lệnh là không bao giờ thương thuyết với ông Putin. Có nghĩa là trừ khi ông Putin chết hoặc người khác thay ông Putin thì Ukraine mới thương thuyết có cái anh chiếm đất của tôi mà bây giờ bên Ukraine nói là chúng tôi sẽ đòi lại từng tất đất ngay cả đòi cả bán đảo Crimea luôn điều rất khó thực hiện tại sao ông Mỹ bây giờ phải nói với ông Ukraine là anh phải mở cửa đừng đóng hết tôi đồng ý anh đóng hết nhưng phải cho cái cửa cái hở chứ đừng có đóng hết tất cả cửa là không có cách nào hết bởi vì khi mà ông Zelensky ký cái lệnh là không thương thuyết với Putin là coi như đóng đường luôn, đóng cửa luôn. Đã vậy, trong thời gian qua thưa quý vị, bên quân Nga thì rút lui khỏi thành phố Khơ Sân, một trong những cái khu vực mà bị chiếm để dân, dân dân kêu gọi dân Ukraine di tản và kêu gọi người ta rút lui và quân của Ukraine có thể tiến vào Khơ Sân, nhưng mà họ không dám tiến hết vào bởi họ sợ được cái bẫy và người ta sợ rằng là khi mà nga rút đi để cho ukraine vào có thể nga sử dụng vũ khí nguyên tử đó là cái điều mà mỹ và các nước phương tây lo ngại thành ra đó khi mà ông zelensky ký như vậy thì bắt đầu bên ông biden bảo không được anh phải để cho một cái đường để có thể thương thuyết còn thương thuyết như thế nào chúng ta tính sau cái lý do lớn nhất tại sao bên ông biden làm như vậy bởi vì khi mà ông zelensky ký lệnh không thương thuyết với Putin thì bên phương Tây và bên Mỹ thấy là thôi rồi rồi. Vậy là chiến tranh sẽ kéo dài. Mà chiến tranh kéo dài thì Mỹ sẽ phải chi thêm tiền nữa và bắt đầu dân Mỹ bắt đầu hoài. Chi tiền mà không có lối ra. Bên châu Âu cũng vậy. Chúng tôi có thể là nhịn nước, nhịn điện, nhịn ga một thời gian nào đó thôi. Chứ nhịn mãi đâu có được. Mà kiểu mà giờ đánh nhau mà không thương thuyết nó đợi ông Putin. Một là ông chết bắt đắc cư tử năm nay 70 tuổi đấy hai là có ai ám sát ông ba là có người lật đổ chính quyền ông cái điều đó khó xảy ra thường thường thành phần gian ác sống lâu lắm quý vị cứ đi để ý những người xung quanh quý vị đó Cái gian ác sống lâu lắm rồi chúng ta trù chúng ta nhiều khi ghét ai trù nó cho nó xe cán chết ra đường là đã chết trù hoài nó sống hoài nó đi đi nhà thờ đi chùa người ta nghe thôi trời ơi sao chúa hoạt bất công quá toàn là bắt những người dễ thương đi không à mấy người mà hư hỏng sao không bắt đi để lại đời nó như thế thấy không? bởi vậy nói vậy có nghĩa là gì đừng tưởng là ông dũng nói vậy là ai muốn càng sống lâu càng ác ôn nha cái đó tôi không biết là nha nhưng mà rõ ràng mấy ác ôn sống lâu điều đó không nghĩa là tôi suối cái ác ôn để sống lâu nhưng mà những người ác ôn là toàn sống lâu không à đó là sự kiện có thật Đợi à, đời buồn cười không càng ác ôn càng sống lâu nó <laughs> trở lại vấn đề thì khi mà ông Zelensky cương cứng như vậy đó nó không có lối ra nó làm cho cái chuyện bên mỹ nó kẹt bởi vì sao một tờ báo khác là tờ One Street Channel cũng tuần vừa tiết lộ là bên Mỹ ông George Sullivan vẫn thường xuyên nói chuyện với dàn cố vấn hình quốc gia của Nga. Mà nói chuyện còn bạo nữa. Nhất là sau cái vụ mà Nga chiếm bốn cái vùng đất đó của Ukraine và hâm dọa sử dụng cái nguyên tử. Bên Mỹ càng phải liên lạc thường xuyên để bảo đảm, cảnh cáo Nga là Ê, anh mà chơi khí quân tử anh chết nha Tôi cảnh cáo cho anh Tức là tôi không phải là tôi sợ anh đâu Mà là tôi cảnh cáo anh cho biết là Anh phải nói chuyện thường xuyên đó. Anh muốn chơi cái gì là anh phải cho tôi biết đó. Bởi nếu không là hiểu lầm là tôi vĩnh anh đáng chịu Cho nên bên Mỹ càng liên tục Nói chuyện Liên lạc với bên Nga Để tránh một cái cuộc đổ máu Dữ dội nhưng mà nếu bây giờ ông Zelensky ông khóa cái cửa, không mở cái cửa nào ra thì đến một lúc nào đó ông Putin ông bị bí đường và ông đã bắn tiếng rồi. Tôi sẵn sàng thương thuyết. Tại vì ông đang ở thế thượng phong, ở thế trên đúng không? Tôi chiếm bốn miếng đất rồi thì mà tôi thương thuyết cứ nào thương thuyết anh là chỉ có mất đất thôi, hoặc nếu cùng lắm tôi trả cho anh một hai miếng thôi. Hoặc nếu tôi có trả anh hết bốn miếng này thì anh phải thừa nhận là Crimea là của tôi. Điều đó hơi khó cho Ukraine. Thực ra Crimea ngày xưa là của Nga. Chúng ta phải công tâm cái điều đó. Sau này ông cút xếp lấy miếng Crimea đó vào thập niên 60 mới cho bên Ukraine. Thì giờ người Nga họ lấy lại. Nhưng mà theo, theo luật pháp quốc tế thì là sai. Nhưng mà theo lịch sử thì là không sai. Không, không được, nó kẹt theo lịch sử Việt Nam mình nữa Chiếm đất của Chiêm Thành với chân Lạp này kia Chắc cũng phải trả lại quá nó, Anh nào cũng đi chiếm đất của người ta, anh nào cũng xâm lăng người ta lấy hết đó Tôi có nói chuyện này một lần trên đài này rồi Thế bây giờ đó, theo luật hiện hành thì nếu mà thương thuyết Thì có thể ông Nga ông trả lại bốn miếng đất đấy. Nhưng mà bắt ông Ukraine phải thừa nhận là Crimea là của Nga Vì cái điều đó là coi như bây giờ càng đánh ông Zelensky càng bị vô cái thế kẹt Đâm ra là ông chơi luôn vậy tôi không nói chuyện với ông nữa Nhưng mà cái sức ủng hộ, cái mức ủng hộ phương Tây và Mỹ bắt đầu là nó hao mòn bởi vì người ta ủng hộ để kiếm một giải pháp hòa bình chứ không ủng hộ để đánh nhau mãi nó khổ ở chỗ này là đánh nhau mãi nhưng mà NATO và Mỹ không thể đưa quân vào được. Họ chỉ đưa vũ khí, đưa đồ chơi cho Ukraine, đưa tiền cho Ukraine đánh nhau thôi chứ không thể đưa người vào được. Mà nếu đánh đến lúc đó đó, mà ông Nga đánh không nổi đó, ông sử dụng vũ khí nguyên tử thì là cũng kẹt. Mặc dù lúc đó chưa chắc bên nào thắng bên nào. Đó. Thành ra đó là cái điều mà đầu tiên tại sao mà bên Mỹ yêu cầu bên Ukraine là đừng có khóa hết tất cả cái đường ngoại giao mà phải mở cái đường ra. Điều đó không có nghĩa là họ ép Ukraine làm chuyện đó. Nhưng họ nói Ukraine là không nên làm cái chuyện đóng cửa hoàn toàn. Câu chuyện này là còn những cái gì đằng sau nữa. Tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. trở thành SCT sau đây chúng tôi trở lại chương trình thời sự 247 của đài tôi đang nói về câu chuyện là Mỹ mới đây bí mật à, kêu bên Ukraine là đừng đóng cửa hoàn toàn trong cái chuyện thương thuyết với nga vẫn cứ tiếp tục chiến đấu nhưng phải có cái cửa mở ra như thế để khi cần làm ta nói chuyện không được đóng cửa toàn bộ như vậy đóng cửa toàn bộ như vậy nó không có lối ra mà ảnh hưởng thế giới đặc biệt là cái sự ủng hộ không dính của phương Tây của Mỹ mà ngay cả các cái nước mà vùng khác ví dụ như châu Phi và châu Mỹ Latin bắt đầu cũng giảm bớt bởi vì đây là những quốc gia bị ảnh hưởng qua vấn đề là ngũ cốc về thực phẩm tức là đánh nhau vậy thì ngũ cốc không trở ra khỏi Ukraine Ukraine là một trong nước sản xuất ngũ cốc lớn nhất thế giới thành ra không trở ngũ cốc rồi cũng ảnh hưởng các nước này bị đói nhất là những nước nghèo thành ra họ không ủng hộ cái đường lối mà đánh nhau lâu dài như thế họ có lối ra mà lối ra như thế nào thì chưa biết họ vẫn ủng hộ Ukraine nhưng mà họ bảo là đừng nó phải làm cái gì nó phải có lối ra chứ không có lối ra không được đó thì đó lý do tại sao mà Mỹ phải khuyên nhủ à, Ukraine thì không biết trong những ngày tới ông Zelensky cũng có hủy bỏ cái sắc lệnh đó không chúng ta không biết nhưng mà có thể đó là dù hủy bỏ không hủy bỏ điều đó không quan trọng nhưng mà nếu bên Ukraine mà nhận thấy điều đó thì chúng ta sẽ chờ xem coi là họ có phản ứng như nào và nếu họ phản ứng là họ sẵn sàng nói chuyện với người nga khi điều kiện cho phép chỉ cần điều đó thôi thì cái sự ủng hộ các nước phương Tây nó có cái lý của nó hơn. Chúng ta ủng hộ, người dân nếu kiên nhẫn vào sau lâu phải đợi họ đến khúc nào họ thuận tiện thì họ sẽ nói chuyện. Còn nếu bây giờ mà đóng cửa không nói chuyện với Putin, thì người dân phương Tây bảo này không nói ra ông ơi. Cái đó kẹt, mà ông Mỹ là ông đứng đầu. Nhất là sau cuộc bầu cử giữa kỳ, đó có thể nhiều phần là đảng cộng hòa sẽ lên nắm thì cái đó kẹt cho ông biden nữa và lúc đó ông biden sẽ phải lo những cái chuyện nội bộ giải quyết những cái vấn đề nghị trình của ông trong 4 năm làm tổng thống ông sẽ không còn đủ thời gian để chú ý ukraine nữa thành lúc đó có thể là ukraine bị bỏ rơi đó, cái chuyện đó cái chuyện có thể xảy ra nhưng mà quan trọng nữa hơn hết ở trong chuyện này mình như nãy tôi nói nhé, là bên mỹ sau khi thấy bên ukraine cương tới như thế thì bên mỹ thường xuyên liên lạc với lại bên uh, Nga. Ví dụ như ông Jeff Sullivan thường xuyên liên lạc với ông Yuri Usakov. Ông này là cố vấn về ngoại, chính sách ngoại giao của Putin. Đó là một. Thứ hai nữa là cái ông Nikolai Patrushev. Ông này cũng là một cái người mà gọi là phụ tá về an ninh quốc gia trong Putin. Hai người này thường xuyên nói chuyện với ông Jeff Sullivan để mà hai bên có những cái thảo luận, nói chuyện có những vấn đề mà có thể căng thẳng đi tới vấn đề gọi là sử dụng vũ khí nguyên tử họ sẽ tránh làm sao không cho xảy ra cái chuyện đó tất nhiên những cái cuộc nói chuyện này không phải lúc nào cũng dễ dàng nhiều khi cũng có thể là bên nga ép bên mỹ là ép ukraine như thế nào nhưng mà mỹ sẽ tìm cách không ép ukraine mỹ sẽ chỉ nói như thế này là các anh nhớ chuyện là chuyện anh với lại ukraine nhưng mà anh chơi vũ khí nguyên tử là tôi không chấp nhận nhưng mà điều đó không có nghĩa là mỹ cứ ngồi yên đợi tới lúc nào nga chơi vũ khí nguyên tử ở mỹ trả đũa lại không làm vậy được mỹ dư sức trả đũa nhưng mỹ không đợi để bị rồi trả đũa mà họ phải chặn ngay từ trong trứng nước bởi vì quý biết đó, khi mà chiến tranh nguyên tử nổ ra thì nó không thể nào kiềm chế được rất khó kiềm chế ngày xưa khi mỹ thả hai bom nguyên tử ở nhật nhật đầu hàng rồi nhật không có nguyên tử bây giờ với nga nó khác với Trung Quốc nó khác vì những nước này đều có đồ chơi hết nếu mà họ sử dụng vũ khí nguyên tử cả Mỹ mà trả đũa ra thì nga có thể nga trả đũa lại được ít nhất bắn được vài quả vào nước Mỹ là két tới thành ra Mỹ rất lo cái chuyện này một mặt vừa phải ủng hộ Ukraine một mặt vừa làm sao tránh không để xảy ra chiến tranh nguyên tử và một mặt nữa là đang tìm cách thoát ra khỏi cuộc chiến này mà không bị mất mặt Chính nó ngặt một cái cái Ukraine Anh đã bị coi như là thiệt hại quá nặng Đặc biệt là về lãnh thổ Và chưa kể là Nếu mà chiến tranh lâu dài Thì cái sự ủng hộ của ông Zelensky Ngay cả trong Ukraine bắt đầu cũng giảm Bắt đầu cũng giảm Bởi vì người ta bảo Thôi làm gì làm mà. Nếu cần thôi đầu hàng Nga cho rồi đi Hay là thôi dưỡng đất cho rồi Lo yên ổn làm ăn nhưng mà những thành phần khác ở trong Ukraine họ là không chịu. Có những thành phần cực khủ, những thành phần yêu nước họ không. Chúng ta để cho Nga mà chiếm bốn phần đất rồi thì mai mốt nó chiếm chúng ta nữa. Và đây không phải là cái chỗ mà ông Putin cũng dừng lại. Và điều đó cũng được các nước phương Tây lo sợ. Bởi vì ông Putin mà lấy được bốn miếng đất này không chịu trả. Hoặc là bây giờ ngay cả mà thế giới và Ukraine công nhận cái miếng đất Crimea mê là của Nga để cho Nga trả lại bốn miếng đất kia thì cũng là một sự thừa nhận cái hành động sai trái của Nga theo luật hiện hành. Tôi nói theo luật hiện hành nhé. Năm 2014 anh chiếm đất của tôi. Cái đó thì khó chấp nhận. Và bây giờ phương Tây không biết phải đi ra như thế nào. Hoặc là bây giờ họ câu giờ đến lúc ông Putin cũng chết. Nhưng ông Putin chết chưa chắc là tốt. Người khác là có khi còn thê thảm hơn nữa. Thành ra thà nói chuyện với ông Putin nó còn dễ hơn Đó Nhưng mà nói như thế nào Trong khi ông Putin bây giờ đang ở cái thế thượng phong Cái thế trên Trong khi các nước phương Tây đó, Thì càng ngày càng là Coi như cái sự đoàn kết nó bị giới hạn Bởi vì người phương Tây Thưa quý vị họ không chấp nhận Cái chuyện mà Tối ngủ không có mấy hít Mùa hè không có máy lại đi xe phải lên xe bớt đi họ khó chịu lắm họ quen đi những gì nó nhanh nhẹn tiện lợi cả. trong khi đó thì thưa quý vị ở các nước như nga chẳng hạn hay trung quốc thì người dân nhà nước ban cho cái gì hưởng cái đó không dám cãi không dám cự bởi không phải là chế độ dân chủ thành ra qua cái chuyện này thưa quý vị chưa biết là mỹ sẽ thoát ra như thế nào ukraine thoát ra như thế nào nhưng mà càng ngày nó càng làm cho người ta nghĩ nhiều đến cái chuyện là chế độ dân chủ có hiệu quả không khi mà gặp những khủng hoảng như thế này bởi vì tất cả là đều là người dân quyết định hết trong khi các cái chế độ mà độc tài độc đảng thì chỉ có một cá nhân hoặc một đảng quyết định mà thôi có nên chăng trong những chuyện mà như thế này nên để độc đảng quyết định không hỏi ý kiến ai nó hỏi ý kiến mình rách việc tôi quyết định tôi làm cả. xui thì xạ sai thì xui mà hên thì trúng. thành thử ra thưa quý chúng ta thấy các nước phương tây như thế mạnh mẽ như thế nhưng mà cái kẹt là vấn đề dân chủ bởi vì họ có tiếng nói như thế họ có những cái chuyện mà xe đi xuống đường biểu tình chính phủ chống chính phủ những cuộc biểu tình đổ ra chống đủ thứ hết trong khi bên nga hay là bên trung quốc hay việt nam thì chẳng ai dám hoé cuba và bắc hàn là càng không đó nhưng mà sẽ có người nói là ơ bây giờ chế độ dân chủ nó như thế nó vẫn tốt hơn chứ chế độ độc tài chế độ độc tài nhưng mà nếu mà độc tài độc đảng mà gặp được cái người mà đàng hoàng đó, anh minh đó, thì nước nó hết còn độc tài độc đảng mà gặp cái người không anh minh thì nước nó chết còn chế độ dân chủ thì quý vị thấy rồi nó có những cái hay của nó là nó không đàn áp người ta cho người ta cất tiếng nói nhưng cũng có người lợi dụng cái tiếng nói đó luôn để làm bậy ví dụ như ông Elon musk và tỷ phú giàu nhất thế giới bây giờ ông muốn nói thì ông nói chẳng ai dám làm gì ông cả gặp việt nam trung quốc là chịt cổ đâu làm vậy được tôi cho anh tự do con luận đâu có nghĩa là anh muốn nói gì anh nói gây nguy hiểm cho đất nước mỹ đó ông cũng khuyến khích là, 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 là ông sa thải luôn những người mà gọi là chuyên trận những tin giả luôn cái đó tầm bậy Tin giả hại biết bao nhiêu người Nhưng mà ông bảo tự do ngôn luận Cứ thấy bên Trung Quốc không? Jack Ma đó, Alibaba đó. Vừa phát biểu linh tinh đó là cho đi liền Cho đi liền Ở đây tôi không nói cái chuyện tôi ủng hộ cái nào gì phân tích tôi nghe hai chuyện nữa Bên nào nó có hay và cái dở của nói Cái hay của dân chủ là được quyền nói Nhưng mà khi nói Người ta lợi dụng nói Ông Donald Trump là một trường hợp điển hình Đừng nói tôi kéo ông Trump vào đây không kéo ông được ông rõ ràng quá xúi dục người ta biểu tình lật đổ chính quyền giờ này vẫn chưa vô nhà đá ngồi thế không người ta coi ông ra cái gì hết gặp mấy nước khác là xong văn hàng xong văn hàng suối còn không được chứ đừng nói à, gặp các nước khác là ông trump sẽ không có vô ngồi tù nữa tại con suối được đâu mà vô ngôi tù có đúng không suối kiểu là chết liền mới mở miệng là chúng khổ liền đó chúng ta cần nhắc nó có cái này với kia chứ không phải là chế độ nào cũng dở hết không phải chế độ nào cũng hay hết cảm ơn quý rất nhiều theo dõi chương trình hôm nay chúng tôi hẹn ghi vào những kỳ sau